Bấm đi anh. Từ từ, nó đang vô. Oh. Em nhìn qua cái cây, em nhìn đó. À, nó nhìn qua đó. Mà hả? Chỉnh lại. Nhìn qua. Em thấy rồi. Ôi trời, chóng mặt quá. Không sao đâu, cứ chơi bình thường đi. Không sao đâu, cứ chơi bình thường đi. Ô, đi lên. Đi lên. Em đi lên thôi anh ơi. Ờ, nhìn qua nhìn lại đi. Ô, chóng mặt quá. Ê, nhìn xuống dưới đi thầy, nhìn xuống dưới vui đó. Nhìn qua bên tay trái của mình đó, nhìn xuống dưới. Nhìn đi đâu hết á. Bị rớt đồ lo chuẩn bị xuống chưa thôi thôi dở ra thôi cứ để chơi.